chiều này. Like rồi nha, like rồi nha. Nó dứt khoát rồi nào. Nó phát này luôn à. Nó phát này luôn. Có thông báo rồi đây. Mình chưa thêm. Mình siêu phẩm. Em cứ từ từ nhé. Mệt quá. Rồi, em xin chào tất cả những chị đang xem livestream ngày hôm nay của Sưởng May Quốc Thịnh ạ. Em chào 22 chị đang xem nha. Những chị nào đã có duyên vào xem livestream này vào buổi sáng ngày hôm nay của Sưởng May Quốc Thịnh thì vui lòng chấm cho em một cái để em nhìn thấy các chị đang theo dõi livestream này của em nha. Em xin chào tất cả các chị ạ. Rồi, các chị hãy nhanh tay chấm cho em một cái để em biết và em cùng chào hỏi với các chị ạ. Nhớ thả tim và nhớ thả like cho em nha. Rồi các chị ơi, nhanh chóng vào đây. Và hôm nay Sưởng May bên em sẽ mở bán một sản phẩm cực kỳ là hot. Chỉ mới chào hàng thôi mà đã cực kỳ là đắt khách rồi ạ. Các chị hãy nhanh chóng vào đây để bên em sẽ phổ biến thể lệ để các chị được mua chiếc áo này với giá cực kỳ sốc luôn ạ. Rồi các chị ơi, nhanh tay chống cho em một cái và thả cho em một like hay một tim để em biết là các chị đang theo dõi clip này nha. Rồi các chị ơi, bây giờ em sẽ phổ biến thể lệ quà tặng hôm nay nha. Chiếc váy bên em này đang rất là đắt hàng luôn. Áo vest bên em đang rất là đắt hàng luôn. Mới mở bán thôi nhưng mà đã rất nhiều đơn hàng đã được lên rồi ạ. Các chị nhanh chóng chia sẻ cho em. Các chị nhanh chóng chia sẻ cho em đầy đủ 3 lần trên trang cá nhân, bắt đầu chế độ công khai và 5 lần lên các trang các chợ lớn. Chỉ với 8 lần chia sẻ thôi, các chị sẽ được mua em vest này với giá cực kỳ sốc, đó là 49.000 thôi ạ. 49.000 cho một buổi sáng với một để mua một em vest cực kỳ là đẹp luôn. Em xin giới thiệu 4 màu của... Em xin giới thiệu 5 màu của chiếc áo vest này nha. Bên em chiếc áo vest này có 5 màu cực kỳ nhiều màu cho các chị lựa chọn luôn ạ. Như em đang mặc là màu cam, cực kỳ tôn da và sáng da luôn. Còn đây là em màu đỏ sậm bên ngoài hơi tối một tí nha. Rồi đây là màu hồng bỏ đỗ. Thì màu hồng này cực kỳ là không hề kén da nên là ai cũng dễ dàng mặc và hơi ngâm một xíu thì hãy chọn màu hồng nha các chị nha. Còn đây là màu trắng ạ. Màu trắng thì bên trong các chị có thể mặc một chiếc áo dây màu đen như em. Và mặc một màu trắng thì vẫn cực kỳ là có điểm nhấn và cực kỳ là tôn dáng luôn ạ. Rồi còn như cây đang mặc là màu đen. Thì màu đen thì ai cũng có thể mặc rồi. Đi đâu, đi chơi, đi làm hay đi dự tiệc thì với chiếc vest này thì vẫn cực kỳ là dễ mặc luôn nha. Nếu chị nào mà đã đặt hàng rồi mà bên em mà chưa liên lạc thì các chị vui lòng đặt hàng ở trong comment, ở trong livestream này luôn, ở bên em luôn nha. Rồi những chị nào mà chưa chia sẻ thì hãy nhanh tay chia sẻ đầy đủ cho em 8 lần đi ạ. Em xin nhắc lại thể lệ để được mua chiếc áo vest này với giá cực kỳ sốc, đó là 49.000 thôi ạ. Hãy nhanh chóng chia sẻ cho em 3 lần trên trang cá nhân và đổi chế độ công khai và 5 lần trên các trang các chợ lớn. Bên em, nhân viên bên em sẽ check và sẽ tặng không giới hạn cho các chị luôn ạ. Chỉ cần các chị làm đầy đủ cho em 8 bước thì bên em sẽ tặng cho tất cả những ai làm đầy đủ theo thể lệ của chương trình nha. Rồi những chị nào mà đã chia sẻ rồi thì hãy quay lại đây và comment lại cho em là đã chia sẻ kèm theo là 49k kèm màu mà các chị đã chọn nha. Rồi các chị hãy nhanh chóng chia sẻ đi ạ. Chỉ với 8 lượt chia sẻ thôi các chị đã có thể mua chiếc áo vest này với giá cực kỳ là rẻ luôn ạ. Rồi các chị ơi, nhanh chóng chia sẻ cho em và quay lại đây comment là đã chia sẻ kèm theo màu kèm theo 49k kèm theo màu số điện thoại nha. Các chị nhớ để lại đầy đủ thông tin thì nếu như mà phần thưởng thuộc về tay các chị thì bên em sẽ có thể ra hàng đến nhanh nhất nha. Rồi những ai mà đã chia sẻ rồi thì hãy ở lại livestream này với em sẽ một lát nữa thôi em sẽ công bố những ai mà đã được nhận phần quà tặng vào buổi sáng ngày hôm nay của Sưởng May Quốc Thịnh nha. Các chị hãy nhanh tay lên đi ạ. Em đang để thời gian cho các chị chia sẻ đây. Chỉ cần chia sẻ 8 lần thôi, 3 lần công khai trên trang cá nhân, 5 lần trên các trang các chợ lớn. Rồi qua lại đây comment cho em mà đã chia sẻ thì và comment cho em là 4k, 49k kèm theo màu. Bên em sẽ lập tức lên đơn và tặng phần thưởng này cho các chị. Bên em luôn luôn đem đến những phần thưởng và quà tặng cực kỳ hấp dẫn cho các chị luôn ạ. Với giá cực kỳ sốc và bao rẻ toàn thị trường luôn. Nên các chị hãy nhanh chóng comment cho em đi ạ. Và nhanh chóng chia sẻ đầy đủ 8 lần nha. Vâng, mình yêu anh nhé.
Rồi, em thấy rất nhiều những chị đã comment này đã chia sẻ. Và nhưng mà nhớ cho em là bật ở chế độ công khai nha. Nếu như các anh chị mà để ở chế độ chỉ mình tôi hay là bạn bè thì nhân viên bên em sẽ không thể nhìn thấy và không thể check được đâu ạ. Và những trang trong các trang, các nhóm, các chợ lớn thì nhớ cho em là trong nhóm đấy là phải công khai và nhiều người ở trong nhóm nha. Nếu như mà ít người thì bên em cũng không chấp nhận lượt chia sẻ đấy đâu. Vậy nên các chị nhanh chóng chia sẻ vào 3 lần trên trang cá nhân ở chế độ công khai và 5 lần trên các nhóm, các trang chợ lớn và cũng là ở chế độ công khai luôn nào. Rồi, bên em có đầy đủ 5 màu nha. Màu em đang mặc là màu cam, đây là màu đỏ, cực kỳ là sáng da luôn. Đây là màu hồng ạ, và đây là màu trắng, như các anh đang mặc là màu đen nha. 5 màu này thì cực kỳ là dễ chọn rồi ạ. Nên là các anh chị nhanh chóng chia sẻ và qua lại đây chọn màu thôi. Việc giao hàng thì sẽ là việc bên em và tặng phần thưởng này với giá cực kỳ hấp dẫn, 49k thôi ạ. Nhanh chóng chia sẻ đầy đủ cho em 8 lần nha. 3 lần công khai trên trang cá nhân và 5 lần trên các trang các chợ lớn. Nhanh chóng chia sẻ cho em đi ạ. Chỉ với 8 lần thôi mà các chị đã có thể mua chiếc áo này với giá là 49k thôi ạ. 49k ra ngoài thì có thể mua được cái gì đây? Vậy mà giờ ngồi ở nhà chỉ cần bấm cho 8 nút kích vào lúc chia sẻ thôi thì sẽ được chiếc váy này, chiếc vest này với giá cực kỳ là rẻ luôn. 49k thôi ạ. Nhanh chóng chia sẻ cho em với ạ. Rồi các chị hãy nhanh chóng chia sẻ cho em đầy đủ 8 lần nha. 3 lần trên trang cá nhân và ở chế độ công khai, 5 lần trên các trang các chợ lớn. Rồi qua lại đây nhanh chóng chia sẻ cho em là comment cho em là đã chia sẻ kèm theo 49k, kèm theo màu nha. Một lát nữa thôi em sẽ công bố những ai mà được đầu tiên ạ. Chương trình bên em thì đã có rất nhiều chị nhận được giải thưởng rồi đấy ạ. Nên là những ai mà chưa may mắn trong những chương trình trước thì hãy nhanh chóng chia sẻ và vào trong đây comment ở trong livestream buổi sáng hôm nay của bên em nha. Áo vest này bên em thì dành cho người dưới 58kg. Còn cao bao nhiêu thì cũng vừa luôn. Vì áo vest này cực kỳ là dễ mặc luôn ạ. Những chị nào mà đi chơi hay là đi công sở đi cho em thêm đôi dép có gót nữa thì cực kỳ là xinh luôn. Và cực kỳ là tôn giáo và nghiêm túc luôn nha. Nhìn cực kỳ là sang trọng luôn. Rồi những chị nào mà đã chia sẻ rồi thì chia sẻ đầy đủ 8 lần, 3 lần trên trang cá nhân và ở chế độ công khai và 5 lần trên các trang các chợ lớn thì hãy nhanh chóng quay về đây và comment cho em mà đã chia sẻ kèm theo 49k kèm màu số điện thoại nha. Bên em, nhân viên bên em đang check các lượt chia sẻ và đang tìm ra những chị đầu tiên rồi đấy ạ. Còn những ai mà... Rồi những chị nào mà đã chia sẻ rồi thì bởi vì bên em là phần tặng nên là các chị chọn cho em một cái và một màu thôi nha. Các chị nhanh chóng, em xin nói lại là bên em có 5 màu nha. 5 màu cực kỳ là dễ chọn luôn. Màu em đang mặc là màu cam, đây là màu đỏ, màu hồng, màu trắng, như các anh đang mặc là màu đen ạ. Toàn là những màu dễ mặc và tôn da tôn dáng luôn. Các chị chỉ cần mặc bên trong cho em một chiếc áo dây kèm theo một chiếc váy Gucci hoặc là một chiếc quần baggy em đang mặc đây thì vẫn cực kỳ là sang trọng và thanh lịch luôn nha. Chị nhanh chóng chia sẻ cho em ạ. Rồi, em đã thấy rất nhiều chị có 10 đã chia sẻ. Nhưng hãy nhớ bên em là check là luôn check đủ lượt thì mới tặng phần thưởng cho các chị nha. Nên là hãy chia sẻ đúng và đủ, đầy đủ 3 lần trên trang cá nhân. Nhớ là bật ở chế độ công khai cho em ạ. Và 5 lần trên các trang các chợ lớn nha. Rồi, bên em đã tìm ra những chị đầu tiên rồi. Nên là các chị, những chị nào mà đã chia sẻ và đã comment rồi thì hãy ở lại livestream này một lát nữa thôi, sẽ công bố luôn đấy ạ. Chỉ cần lên em thấy lên lượt xem thì em sẽ công bố luôn. Bầu công bố liên tiếp những chị đầu tiên luôn nha. Vậy nên là nhanh chóng chia sẻ clip này đi ạ. 49k cực kỳ là hấp dẫn phải không nào? Một chiếc vest như thế này thì chất cực kỳ là dày dặn luôn ạ. Rồi, dáng cực kỳ là đẹp. Với những chị nào mà đi làm công sở hay là muốn thanh lịch một chút thì có thể mua chiếc váy này về. Đi chơi hay là đi dự tiệc hay đi làm thì cũng đều là hợp lý luôn nha. Rồi nhanh chóng chia sẻ cho em đi ạ. Áo này bên em đang dành cho là phần thưởng dành cho những ai chia sẻ clip này đầy đủ 8 lần, 3 lần trên trang cá nhân và ở chế độ công khai, 5 lần trên các trang các chợ lớn. Thì bên em sẽ tặng với giá là 49k. Còn những em thấy rất nhiều comment hỏi là nếu như mà không chia sẻ thì sẽ mua với giá nào thì một lát nữa tôi sẽ công bố nha. Còn bây giờ em chỉ bán với 49k thôi ạ. Có cho thêm cũng không bán đâu nha. Nhờ nhanh chia sẻ hộ em với đầy đủ cho em 8 lần nha. 3 lần trên trang cá nhân và 5 lần trên các trang các chợ lớn. Nhớ là bật ở chế độ công khai cho em nha.
Rồi, bên em chiếc váy này cực kỳ là dễ mặc và rất nhiều màu luôn. Là các chị tha hồ chia sẻ qua lại tha hồ chọn màu cho em nhờ. Rồi, em thấy rồi em đang thấy rất nhiều các anh chị chia sẻ và đã vào đây xem rồi ạ. Khi nào lên 600 người em sẽ công bố liên tiếp cho chị đầu tiên luôn nhỉ. Bên em là tặng không giới lượng luôn, không giới hạn luôn, chỉ cần các chị làm đầy đủ số lượng cho em là 8 lần chia sẻ thì bao nhiêu người em cũng công bố luôn nha. Còn những chị nào mà công 10 lần đã chia sẻ rồi nhưng mà trên trang cá nhân em không thấy bài viết hay là trên các trang chợ lớn không thấy bài viết của chị thì bên em cũng sẽ không chấp nhận công 10 đấy đâu ạ. Rồi em thấy tất cả các chị nha. Rồi các chị nhanh chóng chia sẻ cho em nha. Nếu chị nào mà thích chiếc vest này ở bên xưởng máy cố thịnh ở bên em thì hãy nhanh chóng chia sẻ clip này và đảm bảo là sẽ nhận được đến tay các chị đúng hàng đúng hình luôn. Em mặc như nào thì bên ngoài các chị mặc như thế, thậm chí còn đẹp hơn đấy ạ. Nên các chị nhanh chóng chia sẻ và đặt hàng cho em nha. Em thấy tất cả chị Hương Lê Nga Kiều nha. Bên em đang bán với giá 49k thôi ạ. Với những ai chia sẻ đầy đủ 8 lần, 3 lần trên trang cá nhân bật ở chế độ công khai và 5 lần trên các trang các chợ lớn nha. Rồi nhanh chóng chia sẻ cho em đi ạ. Rồi quay lại đây comment cho em là đã chia sẻ để nhân viên bên em biết và check lượt chia sẻ của các chị nha. Nhớ là bật ở chế độ công khai nha. Rồi một xíu nữa thôi là lên đến 600 người rồi. Những chị nào mà chưa chia sẻ thì nhanh chóng bấm nút chia sẻ đi ạ. 600 người em sẽ công bố liên tiếp những người đầu tiên luôn nha. Rồi một xíu nữa thôi em sẽ công bố luôn đây ạ. Bên em đang bán với giá là 49k thôi ạ, cho những ai chia sẻ đầy đủ 8 lần. Còn nếu như mà những chị nào mà không muốn chia sẻ mà vẫn nhận được chiếc váy này với giá cực sốc thì đợi một lát thôi em sẽ công bố ạ. Còn bây giờ em đang dành tặng phần quà này cho những ai chia sẻ cho em đầy đủ 8 lần nha. 3 lần trên trang cá nhân bắt đầu chế độ công khai, 5 lần trên các trang các chợ lớn. Nhanh chóng chia sẻ cho em đi và em sẽ công bố những người đầu tiên đây ạ. Rồi em cho các chị, em thấy rất nhiều các chị đã chia sẻ rồi. Em đã cho các chị thêm 2 phút nữa thôi. Hãy nhanh chóng chia sẻ clip này cho em để được nhận với giá cực kỳ ưu đãi 49k thôi ạ. Rồi nhưng em sẽ tìm một lát thôi, em sẽ công bố sau 2 phút. Em sẽ công bố chị nào được nhận phần thưởng này đầu tiên và ghi lên bình luận nha. Cực kỳ công khai và minh bạch luôn. Nếu các chị hãy nhanh chóng chia sẻ cho em đi ạ. 3 lần trên trang cá nhân và đổi chế độ công khai, 5 lần trên các trang các chợ lớn. Rồi nhanh chóng chia sẻ cho em nha. Rất nhiều chị chia sẻ là bên em đang tìm ra những chị đầu tiên làm đầy đủ các bước và đã kết quả rồi, em chỉ cần lên một xíu nữa thôi là em sẽ công bố những chị đầu tiên đây ạ. Rồi nhanh chóng chia sẻ cho em đi. Chỉ còn một phút nữa thôi nha. Nhanh lên nào, chia sẻ cho em đầy đủ 8 lần, 3 lần trên trang cá nhân, 5 lần trên các trang chợ lớn. Và nhớ là phải công khai các nhóm thì phải là nhiều người tham gia nha. Rồi quay lại đây con mừng cho em cả là đã chia sẻ kèm theo 49k kèm màu nha. Chiếc vest này bên em thì cực kỳ là không còn gì để nói rồi. Chất và thì dày và cực kỳ là đẹp luôn. Đi đâu cũng cực kỳ là sang trọng và có thể dùng để đi mọi nơi, đi dự tiệc hay đi làm nha. Cực kỳ dễ kết hợp luôn ạ. Chị ơi, bên em là bán chiếc váy này là dưới cho những người dưới 58kg đều mặc vừa nhá. Còn những chị nào mà còn về chiều cao thì không giới hạn đâu ạ. Nên các chị hãy nhanh chóng cho này có một cúc ở giữa nhá. Cài vào thì nhìn cực kỳ là sang trọng luôn. Hay bỏ ra để đi chơi hay dự tiệc thì cũng kỳ là đẹp luôn nhá. Rồi nhanh chóng chia sẻ cho em đi ạ. Rồi bên em đã tìm ra những người đầu tiên rồi. Nhanh chóng đợi một lát nữa thôi, bên em đang vào trang cá nhân rồi nha. Đang check rồi nha, em sẽ công bố luôn bây giờ đấy ạ. Rồi đợi em một xíu nha. Hãy những ai mà chưa kịp chia sẻ thì hãy nhanh chóng chia sẻ cho em đi nha. Đầy đủ 8 lần, 3 lần trên trang cá nhân và ở chế độ công khai, 5 lần trên các trang các nhóm chợ lớn. Và bên em là cực kỳ đẹp luôn nha. Em xin nói lại. Vâng, chị nào đã chia sẻ cho em 12 lần rồi thì cứ yên tâm ở lại livestream là với em một lát thôi, em sẽ công bố liên tiếp với chị nào đã làm đầy đủ các thủ tục nhá. Đợi em một lát nữa thôi, em chỉ cần lên một xíu nữa thôi là em sẽ công bố liền đấy ạ. Em xin nhắc lại là bên em có 5 màu để cho các chị nào mà đã chia sẻ rồi thì qua lại đây lựa chọn nhá. Như màu em đang mặc là màu cam, các chị chọn thì cho em 49k cam kèm theo điện thoại nhá. Và đây là màu đỏ, màu thứ 3 là màu hồng, đây là màu trắng và màu đen là như các năng mặc. Các chị nhanh chóng chia sẻ đầy đủ cho 8 lần để được nhận chiếc vest này với giá cực kỳ là sốc luôn, 49k thôi ạ.
Rồi, nhanh chóng chia sẻ cho em nha. Bên em đang check những người đầu tiên rồi. Nên là chị nào mà đã chia sẻ thì hãy ở đây em sẽ công bố liền luôn. Nên là đừng có đi đâu nha. Nếu như mà phần thưởng này đã về tay mình rồi, mình không biết thì cực kỳ là tiếc phải không nào. Rồi, nhanh chóng. Em đang để thời gian cho những chị nào vào sau chưa kịp thì hãy nhanh chóng chia sẻ đầy đủ cho em 8 lần đi ạ. Rồi, luật lên đã lên rồi. Em làm đúng lời hứa luôn. Em đã công bố chị đầu tiên luôn nha. Rồi đợi em một xíu thôi. Lên 600 rồi, em sẽ công bố luôn. Giữ đúng lời hứa luôn nha. Đợi em một xíu. Những chị nào mà còn những chị nào mà muốn mua chiếc vest này với giá là 49k thôi thì nhanh chóng công bình cho em nha. Nhanh chóng chia sẻ đầy đủ 8 lần nha. Em nhắc lại thể lệ cho những chị vào sau nha. Công bự chia sẻ chỉ cần chia sẻ cho em đầy đủ 8 lần. 3 lần trên trang cá nhân và đổi chế độ công khai. 5 lần trên cái trang các chợ lớn. Thì vừa qua lại đây công bình cho em là đã chia sẻ. Rồi, em rất đúng lời hứa vẫn ai lên 600 nha. Bây giờ những chị nào ra mà vào tay mình thì hơi bị tiếc đấy ạ. Rồi, em xin chúc mừng chị đầu tiên, đó là chị Tuệ San ạ. Chị đã làm đầy đủ các bước chia sẻ 2 lần trên trang cá nhân, 3 lần trên trang cá nhân, bật ở chế độ công khai và 5 lần trên các trang các chợ lớn. Rồi, em sẽ tìm kiếm luôn chị thứ hai. Rồi bây giờ lượt xem đang giảm nên là em sẽ đợi đến 700. Đến khi các chị vào đây thì em sẽ công bố chị những chị tiếp theo để công khai minh bạch cho các chị luôn ạ. Rồi bây giờ em thấy vừa nãy rất nhiều người hỏi là nếu như mà không chia sẻ thì sẽ mua chiếc váy này với giá là bao nhiêu. Và bây giờ em sẽ công bố giá luôn nha. Chiếc vest này với giá cực kỳ sốc luôn, cực kỳ đẹp luôn. Đó là 180k thôi ạ. Những chị nào mua thì hãy nhanh chóng comment cho em là mã A13, màu số điện thoại và chỉ người nhận nha. Em xin cho các chị xem lại đầy đủ màu ở bên em nha. Bên em có rất nhiều màu cho các chị lựa chọn luôn ạ. Màu như em đang mặc là màu cam nha. Còn đây là màu đỏ. Màu đỏ này là màu đỏ sậm. Những chị nào mà da hơi sậm một xíu thì mặc màu này vẫn cực kỳ là sáng da luôn, không sợ là kém da đâu ạ. Còn đây là màu hồng nha. Màu hồng thì với những người nào là da ngăm theo hay là da hơi tối xíu thì mặc vẫn được nha. Đây là màu trắng ạ. Màu trắng như chị nào mà muốn nổi bật thì hãy mặc màu trắng ở bên trong kèm cho một chiếc áo dây màu đen như em đang mặc đây thì cực kỳ là nổi bật rồi nha. Còn màu đen là màu cơ bản rồi, ai có thể mặc được và trông cực kỳ là thanh lịch và sang trọng luôn khi mà đi làm hay là đi dự tiệc luôn nha. Rồi bên em toàn là những màu dễ chọn và dễ lựa thôi ạ. Nên là các anh chị nhanh chóng nếu như mà như chị nào mà muốn mua chiếc váy này bên em với giá là 180k. Chiếc áo vest bên em với giá 180k. Nó nhiều quá mọi người. Nên các chị hãy nhanh chóng công mừng cho em nha. Rồi nhanh chóng công mừng cho em là mã A13, màu số điện thoại và địa chỉ người nhận nha. Chiếc vest này bên em thì không còn gì để nói rồi ạ. Vest thì mặc đi đâu cũng được, đi chơi cũng được, mà đi làm thì lại càng là hợp lý luôn. Nên các chị nhanh chóng comment cho em nha. Để chỉ cần mất 180k thôi có thể mua một chiếc vest về và có thể mặc đi mọi nơi, đi đâu cũng được thì tội gì mà không comment và mua đúng không nào. Rồi các chị ơi, các chị lưu ý cho em là khi đặt hàng thì cho em xin đầy đủ thông tin nha. Nếu như mà đây chỉ cần đầy đủ thông tin thôi thì bên em sẽ lên hàng cho các chị luôn. Nên là em xin nhắc lại thông tin để các chị comment nha. Những chị nào thiếu thì nhanh chóng bổ sung thông tin để bên em có thể lên hàng nhanh nhất có thể nha. Biết cho em là mã A13, màu số điện thoại và chỉ người nhận nha. Bên em có sẵn 5 màu và chiếc váy này bên em đang bán với giá là 180k thôi nha. Chỉ có 180k thôi ạ. Mà các chị đã có thể mua chiếc váy này với chất cực kỳ dày và cực kỳ là sang trọng luôn. Và những màu dễ chọn luôn ạ. Rồi các chị nhanh chóng comment cho em nha. Ôi bên em có đầy đủ 5 màu cho các chị lựa chọn luôn ạ. Chị ơi, bên em chỉ bán áo bên ngoài thôi nhá. 180.000 mà được chiếc áo dây dặn như thế này thì tội gì không mua đúng không ạ? Chỉ cần mua về và các chị kết hợp cho em với áo dây bên trong như này chỉ có mấy chục thôi. Chiếc áo dây bên trong kèm theo chiếc quần baggy như em đang mặc cũng được, hay là chiếc chân váy bút chì thì cực kỳ là đẹp và sang trọng luôn ạ. Đi làm hay là đi đâu cũng được luôn. Rồi cực kỳ là tôn dáng luôn nha. Rồi, chị Duy Nguyễn.
Chị ơi, bên em chiếc vest này là cho những người dưới 58 kg là mặc vừa nha. Còn chiều cao thì không quan trọng đâu ạ. Chỉ quan trọng là nặng dưới 58 kg thôi. Vì dáng vest là dáng cực kỳ dễ mặc luôn rồi. Không phải suy nghĩ hay là không phải suy nghĩ khi mà chọn đâu nha. Chị ơi, bên em là chưa bên em là free size nên là những ai mà dưới 58 kg thì cứ thoải mái công mình cho em thôi, không cần công mình size đâu ạ, cho em đầy đủ 4 thông tin thôi, đó là A13, màu, số điện thoại và chỉ người nhận nhá. Anh ơi, cho em xin hiện địa chỉ nhá. Bên em là free size, chị Nga Loan. Nhung ca, cho xin hiện địa chỉ nhá. Thư Nguyễn, chị có một đầy đủ thông tin giúp em nhỉ? Em xin nhắc lại cho những ai muốn đặt chiếc vest này với giá là cực kỳ sốc là 180.000 thôi ạ. Thì hãy nhanh chóng comment đầy đủ thông tin cho em, đó là mã A13, mở số điện thoại và chỉ người nhận nhá. Nãy giờ em thấy rất nhiều chị muốn đặt rồi nhưng không cho em đầy đủ thông tin thì bên em không thể lên đơn nhanh nhất cho các chị đâu ạ. Nên hãy nhanh chóng cho em xin đầy đủ thông tin để có thể ship chiếc vest này cực kỳ đẹp đến tay các chị sớm nhất có thể nhá. Rồi, em cho các chị xem lại màu nha, bên em có đầy đủ 5 màu luôn. Rất là dễ chọn, toàn những màu dễ chọn và dễ mặc thôi ạ. Nhưng em đang mặc là màu cam nha, những chị nào mà muốn da sáng một chút và tôn da thì hãy mặc màu cam nha. Còn đây là chiếc vest màu đỏ nha. Những chị nào mà da hơi tối một xíu thì mặc màu đỏ hoặc là màu hồng như này thì vẫn cực kỳ sang trọng luôn ạ. Còn đây là chiếc màu trắng cho những chị nào mà thích nổi bật và mặc bên trong chiếc áo dây màu đen như em thì cực kỳ là đẹp rồi. Còn bên cạnh như cạnh đang mặc là màu đen nha. Rồi bên em có 5 màu, một lát nữa thôi em sẽ thay từng màu cho lên dán cho các chị xem nhá. Nên hãy cứ ở lại livestream này, em sẽ thay từng màu cho chị lên dán xem đẹp như thế nào nhá. Bên em đang bán với giá là 180k thôi nhá. Dành cho những ai dưới 58 kg thì đều mặc vừa, còn chiều cao thì không quan trọng đâu. Nên các chị hãy nhanh chóng lựa chọn đi thôi ạ. Bên em luôn may những chiếc áo mà cho mọi đối tượng có thể mặc luôn. Nên là các chị nhanh chóng lựa chọn đi. Rồi, những chị nào mà đã công mình đầy đủ thông tin rồi mà em chưa kịp lướt qua vì nhiều người đặt quá. Đây là những chị nào mà đã công mình đầy đủ rồi thì bên em luôn có nhân viên check công mình và lên đơn luôn cho các chị và theo lên hệ thống luôn. Nên là các chị cứ yên tâm, có cho em xin đầy đủ thông tin thôi thì ngay ngày mai thôi bọn em sẽ đi gửi hàng cho các chị luôn nha. Bên em bán với giá là 180k thôi ạ. Nên là hãy nhanh chóng công mình nhầm 180k. Áo vest này ở bên ngoài thì các chị đi các chị công sở thì các chị đi mua thì các chị đều biết rồi đấy. Làm gì có giá dưới 300 đúng không nào? Vậy mà ở đây em chỉ bán bằng một nửa giá thôi, đó là 180k. Hãy nhanh chóng công mình đi ạ. Không phải mất công đi đâu mà lại được nhận hàng với giá cực kỳ sốc. Thì hãy nhanh chóng công mình cho em là A13, màu số điện thoại và chỉ người nhận nha. Chị ơi, áo này của em là vải tiết mưa nha, cực kỳ là dày dặn và tôn dáng luôn. Nếu chị nào mà da hơi sáng, da sáng, da trắng thì hãy mặc một ca nha em, cực kỳ là tôn dáng luôn ạ. Rồi mặc đi chơi hay là mặc đi công sở thì cũng cực kỳ là đẹp luôn. Váy này bên em là dưới 58 kg là mặc vừa, còn chiều cao là không quan trọng đâu ạ, vì váy là dáng vest mà, nên là mặc dài cũng không sao đâu nhờ. Không biết shop em ở Ninh Hiệp, Gia Lâm chị ơi. Đến nơi chưa? Rồi em chốt đơn chị Minh Lý nha. Hơn 12 giờ chị có cho đầy đủ thông tin. Các chị cứ cho đầy đủ thông tin thì bên em sẽ chốt đơn luôn ạ. Chỉ cần các chị cho em xin đầy đủ thông tin thôi. Đây nha, áo vest bên em là có hai túi này, cực kỳ là sang trọng luôn. Và cổ vest thì là cổ bẻ rồi, bẻ sâu và có một cúc ở giữa. Các chị đóng hay là mở thì cực kỳ là sang trọng luôn, nên là không lo về kiểu dáng hay là không lo về nhìn nhàm chán hay là sao đâu ạ. Rồi, 63 kg Ngọc Uyên ơi, chật mất rồi ạ. Nhiều chị tiếp không? Chị ơi, nếu như mà da hơi đen một xíu, chị nào mà da hơi tối một xíu thì có thể mặc màu đỏ và màu hồng như bên em nhá. Hoặc là màu đen như này thì là màu cơ bản và ai có thể mặc rồi. Màu đen nhìn vừa gầy dáng mà lại vừa cực kỳ là sáng da, không hề phản da một tí nào luôn nhá. Đây là những chị nào mà hơi tối một xíu thì hãy chọn màu hồng này nhá, hoặc là màu đỏ. Màu đỏ cũng cực kỳ là tôn da luôn.
Màu đỏ bên em không phải là đỏ tươi đâu, bên trong này hơi sáng một xíu. Bên ngoài nó là màu đỏ hơi sậm sậm nên là không hề phản ra đâu. Còn đây là màu như canh năm, mặc là màu đen thì ám có thể mặc rồi. Những chị nào mà sợ là mình hơi bị tối da thì cũng chọn cho em màu đen, màu hồng hoặc là màu đỏ nhá. Màu cam. Một lát nữa em sẽ thay cho các chị xem tất cả các mẫu luôn nha. Chiều cao bên em thì không giới hạn đâu ạ, chỉ cần nhỏ hơn 58kg thôi. 180.000 có ship chưa? Cũng đã ơi, bên em là 480.000 là tiền giá thôi. Còn tiền ship thì là 20.000 nội thành Hà Nội, 30.000 là ngoại thành Hà Nội. Tiền ship cũng rẻ luôn, bên em đã chịu cho các chị một nửa rồi. Chỉ cho các chị một ít xíu tiền ship thôi nha. Dạ vâng, bên em là 180.000 ạ, tính không hài Lan Hải ạ. 60kg thì chật mất rồi chị Mai Mai ơi. Rồi bên em đang bán với giá là 180.000 nha. Rồi các chị hãy nhanh chóng comment cho em đi ạ. Bên em đang lên rất nhiều đơn cho các chị rồi, nên là hãy nhanh chóng comment cho em nha. Vì một lát thôi sẽ thay màu hồng hoặc là màu những màu kém da cho các chị xem nha. Rồi những chị nào cơ sở Hạnh Phúc ơi cho em trường sinh viên cho em xin thêm đầy đủ địa chỉ và số điện thoại nha. 63kg thì chập mất rồi chị ạ, 42kg vừa nha chị ơi. Bên em thì các chị cứ yên tâm là không kén không quan trọng chiều cao đâu, chỉ cần dưới 58kg thì đều mọc vừa hết ạ. Như chị nào mà hơi mập một xíu nhưng vẫn nhỏ hơn 58kg thì cứ yên tâm mua đồ ở bên em nha. Rồi cực kỳ là đẹp luôn, bên cạnh có hai túi, cổ là cổ bẻ nha, giữa giữa có một cúc có thể đóng có thể đóng hoặc là mở nha. Áo này của em là chất tuyết mưa, cực kỳ là dày dặn luôn, nên là các chị cứ yên tâm chọn đồ nha. Bên em bán với giá là 180.000 ạ. Chân tròn 60kg thì chập mất rồi, Nga kêu cho em xin thêm đầy đủ số điện thoại và địa chỉ nha. Túi bên em là túi túi hai bên nha, cực kỳ là sang trọng, giống như là y như là áo công sở như nào thì áo bên em như thế. Bên em luôn cố gắng may cho những chị nào có thể đi mọi nơi, đi chơi, đi dự tiệc hay là đi đi làm nha. Rồi các chị cứ yên tâm là bên em chỉ bán hàng loại một và bán một loại như thế này thôi. Nên là ở trên livestream em mặc như nào thì bên ngoài các chị mặc y thế, màu y thế và thậm chí là màu còn đẹp hơn. Vì qua la thì sợ nó không thể đẹp tốn thêm màu đẹp của chiếc áo này đâu nha. Sáu mươi ký thì bị chậm mất rồi Duy Anh ạ. Rồi bên em có màu trắng nha. Cao 1m8 nặng 65kg bị chật mất rồi ạ. Bên em là chiếc áo này là full size dành cho những ai dưới 58kg thôi nha. Chiếc áo này thì mặc đi chơi hay là đi dự tiệc hay đi công sở cực kỳ là đẹp luôn. Không cần phải suy nghĩ khi mà các chị ra đường hay là vội vàng đi đâu đó, không cần phải suy nghĩ, chỉ cần khoác lên chiếc áo này thì cực kỳ là đẹp luôn rồi. Em xin nói lại là bên em có đầy đủ 5 màu nha. 5 màu cực kỳ dễ chọn cho các chị chọn lựa luôn ạ. Màu cam như em đang mặc, màu hồng, màu trắng, màu đỏ và màu đen như các em đang mặc nha. Một lát em sẽ thay tất cả là mẫu ở lên người cho các chị xem mà lên người nó sẽ sáng da và không hề kém da một tí nào luôn nha. Các chị hãy cứ thoải mái lựa chọn màu và comment đầy đủ thông tin cho em thôi ạ. Em xin nhắc lại mã của áo bên em là mã A13 nha. Khi mà các chị mua thì các chị vui lòng comment đầy đủ thông tin cho em. Đó là A13, màu số điện thoại và chỉ người Nhật nha. Rồi những chị nào mà đã mua mà chưa đầy đủ thông tin thì nhanh chóng bổ sung thông tin cho em nha. Bên em luôn có nhân viên ngồi trực đơn hàng cho các chị, nên là cứ yên tâm là nếu như mà nhiều quá em không lướt được thì các chị cứ yên tâm là đơn của chị vẫn được lên nha. Em xin nhắc lại mã là A13, cộng màu cộng số điện thoại và địa chỉ người Nhật nha. Bên em đang bán chiếc váy này với giá là 180.000 thôi ạ. 180.000 thôi là các chị có thể sở hữu chiếc váy này cực kỳ là rẻ và cực kỳ là dày dặn luôn. Đi chơi hay là đi dự tiệc thì đều là đẹp luôn ạ. Và chiếc áo bên em là full size dưới 58kg là mặc vừa nha. Rồi các chị nhanh chóng comment cho em đi ạ. Chiếc áo này bên em là chiếc áo sát nách để cho mọi người có thể mặc được. Nên là những chị nào mà muốn một chút nghiêm túc thì các chị có thể mặc chiếc áo sơ mi bên trong nha. Thì vẫn là cực kỳ là đẹp luôn, cứ trông cực kỳ là nghiêm túc và sang trọng luôn ạ. Thùy không ăn
Em cho đang Trần Thị Huyền nha. Có màu đen nha các chị ơi, em xin nhắc lại bên em có đầy đủ 5 màu luôn. Màu đen là như cây đang mặc đây. Ai nhìn vào livestream cũng sẽ thấy màu đen bên cạnh đây ạ. Màu đen là màu cực kỳ cơ bản đấy rồi. Khi mà các chị mặc đi chơi hay đi đâu đấy thì mặc bên trong cho em một chiếc áo dây màu trắng hoặc là mặc chiếc áo sơ mi màu trắng thì vẫn cực kỳ là trông sang trọng luôn nhỉ. Tông đen trắng là một tông cơ bản và ai cũng có thể mặc được khi mà đi chơi hay là đi dự tiệc nhá. Đây là phở đi size dưới 58 kg mà mặc vừa luôn ạ. Rồi em sẽ thay em thay màu đỏ cho các chị xem nhá. Màu đỏ là màu không hề kén da và cực kỳ là dễ mặc luôn rồi. Những chị nào mà da hơi tối một xíu thì mặc màu đỏ vẫn đẹp luôn nhá. Những chị nào mà muốn mua hàng bên em thì vui lòng cho em xin đầy đủ thông tin nhá. Đó là mã A13, màu dù điện thoại với chị người nhận nhá. Rồi, em đang mặc chiếc màu đỏ trên mình đây. Trông cực kỳ là sáng và trắng sáng không nào. Rồi, dành cho những chị nào mà da hơi sậm một xíu thì mặc màu đỏ vẫn cực kỳ là tôn da luôn nhá. Không sợ là phản da đâu ạ. Nếu các chị hãy nhanh chóng comment đầy đủ thông tin cho em để bên em chốt đơn hàng và có thể gửi đến cho chị nhanh nhất có thể ạ. Thành Không, cửa hàng ở bên em, Trung Ninh Hiệp, Gia Lâm nha. Bên em là đang bán với giá 180.000 thôi ạ. Chú giải thích cho em xin thêm đầy đủ mã A13, màu, số điện thoại và địa chỉ người nhận nha. Bên Thành Không cho em xin thêm địa chỉ với ạ. Ok, em chốt đơn cho chị Hương Ngọc nha. Bao nhiêu? Bên em đang bán chiếc váy này với giá là 180.000 thôi ạ. Chỉ với 180.000 thôi là các chị đã có thể mua chiếc áo vest cực kỳ sang trọng và cực kỳ dày dặn rồi nha. Nên hãy nhanh chóng đặt mặt hàng ở bên em với ạ. Nhanh chóng nha. Bên em may rất nhiều loại này cho các chị vừa mới may thôi mà đã cực kỳ nhiều đơn hàng lên rồi. Cháy hàng rất là nhanh luôn. Nên là các chị hãy nhanh chóng comment đầy đủ thông tin cho em nha. Để bên em có thể chốt đơn nhanh nhất có thể ạ. Nếu không thì sẽ là lại phải đợi hàng thêm một thời gian nữa đấy nha. Vải bên em là chất vải tuyết mưa nha. Bên em các chị cứ yên tâm là về chiều cao thì chiếc vest này không hề quan trọng đâu. Chỉ cần dưới 58kg thì cao bao nhiêu mặc vẫn vừa nhá. Vì áo vest là áo vest cực kỳ dễ mặc rồi. Bên em là còn may áo kiểu sát nách nữa. Nên là không hề khó mặc, không hề hở chật tay, hở chật bắp tay hay sao đâu ạ. Em chốt đơn chị Queen Cherry nhá. Em chốt đơn Đinh Tây Hương ạ. Đi thôi cho em xin thêm mã A13 kèm theo màu nhá. Ok, xin chào tất cả các chị luôn ạ. 1m5 nặng 40g, nặng 40kg vừa luôn ạ. Bên em dưới 58kg là mặc vừa nhá. Nên như chị nào mà dưới 58kg thì cứ yên tâm đặt hàng bên em thôi ạ. Chất thì khỏi bàn rồi, bao dám bao chất luôn. Rồi, chị nhanh chóng cho em xin thêm thông tin nhá. Áo này bên em là free size. À đây bên em là phở đi size nha chị Vũ Thị Phượng ơi. Các chị ơi, bên em là phở đi size dưới 58kg mà vừa luôn. Bên em luôn cố gắng may những sản phẩm ở cho mọi đối tượng có thể mặc luôn. Nên là các chị hãy nhanh chóng comment đầy đủ thông tin cho em nha. Rồi, nhanh chóng comment đầy đủ thông tin cho em nha. 55kg bị chậm mất rồi. 55kg mà vừa luôn chị ơi, dưới 58kg là vừa nha. Chị ơi, bên em là áo vest, dáng thì là cổ bè hai bên, có một cúc ở giữa có thể đóng vào như thế này. Nên chị nào mà hơi lộ bụng, hơi mập bụng một xíu thì cũng không sợ lộ bụng đâu ạ. Nên các chị cứ yên tâm mặc chiếc áo này nha. Mặc đi chơi hay là đi công sở thì đều đẹp luôn nha. Vải bên em là vải tuyết mưa nha chị ơi. Bên em bán với giá là 180k thôi ạ. 42kg thì là dày rồi, mặc vừa chị ơi. Bên em là free size nha, đang bán với giá 180k, cực kỳ là rẻ luôn. Nên hãy nhanh chóng cho xin đầy đủ thông tin nha. Đó là mã A13, màu, số điện thoại và chỉ người nhận nha. Bên em dưới 58kg là mặc vừa, chứ áo vest này không hề là kén người mặc đâu. Nên là cứ yên tâm chọn 5 màu bên em nha. 5 màu cực kỳ dễ chọn luôn ạ. Cực kỳ dễ chọn luôn nha. Màu em đang mặc là màu đỏ dành cho những ai mà hơi tối da một tí thì mặc lại cực kỳ là sáng da luôn, không hề phản da đâu ạ. Còn đây là màu hồng nha. Màu hồng này thì cũng không hề kén da tí nào đâu. Những chị nào mà muốn bánh bèo một xíu thì có thể mặc màu hồng nhá.
Còn đây là màu cam rồi, màu cam thì là màu cực tây và sang trọng rồi. Nên các anh chị nhanh chóng chọn đầy đủ màu cho em nha. Và đây là màu trắng, màu đen là hai màu cơ bản cực kỳ dễ mặc luôn. Rồi, nhanh chóng comment cho em đầy đủ thông tin nha. Ok, những chị nào mà đã comment đầy đủ thông tin thì cứ yên tâm là bên em sẽ lên đơn hàng cho các chị luôn ạ. Chỉ cần các chị comment đầy đủ thông tin thôi thì cứ yên tâm là chỉ trong vòng 1 đến 2 ngày nữa là hàng sẽ về đến tay thôi. Nhanh chóng cho các chị mặc để làm hay đi dự tiệc nhanh nhanh nhất có thể nha. Màu cam là dành cho những bạn nào mà da sáng và da ở tầm trung bình thì mặc cực kỳ là tôn da luôn. Cực kỳ là sáng da luôn nhỉ. Rồi một lát nữa em màu đen là màu như cây đang mặc đây. Rồi đợi một lát nữa em sẽ mặc ứng một người để cho các chị xem như thế nào nhỉ. Lên giá cực kỳ là đẹp rồi đấy, không phải quan tâm đâu ạ. Rồi anh Trường Nguyễn Soái Ca ơi, nếu như mà muốn mua cho vợ thì hãy nhanh chóng comment đầy đủ thông tin cho em nhỉ. Em xin nhắc lại thông tin bên em đó là mã A13, màu, số điện thoại và chỉ người nhận nhỉ. Nhanh chóng comment để được tặng cái chiếc áo cực kỳ là đẹp xinh này rồi cho vợ hay cho người yêu nhỉ. Bên em là giá ok em cho nó chị Phương Nguyễn nha. Minh Trường bên em là áo vest nên là không sợ dài hay là sợ ngắn đâu ạ, cứ yên tâm chọn đi ạ. Ok em chốt đơn chị Minh Châu ạ. Các chị cứ yên tâm là không cần em đọc lên là đã chốt đơn, chỉ cần đầy đủ thông tin thôi thì bên em sẽ chốt đơn cho các chị ạ. Nhanh chóng comment cho bên em đi ạ. Một lát nữa em sẽ thay cái này em vừa mặc rồi nhỉ. Một lát em sẽ thay tiếp màu này nha. Em sẽ thay những màu kén da, em thay những màu mà không kén da dành cho những chị mà da hơi tối một xí để cho các chị dễ lựa chọn nhỉ. Em sẽ thay lần lượt tất cả các màu. Rồi em sẽ thay lần lượt tất cả các màu, một lát nữa thôi em sẽ tháo luôn cả cái vest đen này mặc cho các chị xem luôn. Nên là các chị hãy cứ ở lại livestream này và chọn màu và nhanh chóng comment cho em xin đầy đủ thông tin nha. Khánh Hoài bên em bán áo giá này là 180.000 thôi nhá. Ok cho đơn chị Trà Phạm ạ. Nguyễn Hiền bên em áo này là 180.000 ạ. Dành cho những người nào mà dưới 58kg thì đều mặc vừa. Còn về chiều cao thì không quan trọng đâu nhỉ. Vì áo vest bên em, áo vest thì cực kỳ là dễ mặc rồi. Mặc đi chơi hay là đi dự tiệc thì cũng là đều đẹp và đều sang trọng luôn. Có hai túi hai bên này, cực kỳ là đẹp luôn ạ. Áo chất là vải tuyết mưa nha. Cực kỳ là dễ mặc luôn. Nên các chị cứ yên tâm chọn lựa đi ạ. Anh Lan cao 1m50 thì cứ yên tâm là mặc thôi nha. Vì áo vest là áo cực kỳ là dễ mặc rồi. Ngân Lê chị ơi, chị mua hai màu để cho em xin đầy đủ thông tin về địa chỉ nhá. A13 màu, số điện thoại để chỉ người nhận nhá. Em cho chị Nam Thủy ạ. Thì Thúy Vo ơi, chị cho em xin đầy đủ thông tin nha. Mà A13 màu chị chọn và số điện thoại thì chỉ người nhận nào. 60kg thì bị chập mất rồi ạ. Bên em thì chiếc áo này chỉ bán cho những người dưới 58kg thôi ạ. Còn những chị nào mà em xin nhắc lại cho em xin tư vấn lại cho những chị nào da hơi tối xíu nhá. Da hơi tối xíu thì mặc màu như em này. Em đang thay những màu mà không hề kén da tí nào cho các chị lựa chọn luôn. Màu đỏ như em thì những chị nào da hơi tối mặc màu đỏ cũng được nhá. Hoặc là mặc màu hồng vỏ đỗ như thế này. Màu hồng vỏ đỗ là những chị nào mà thích nhẹ nhàng, nữ tính một xíu mà lại muốn tôn da thì cứ chọn màu hồng nhá. Năm màu bên em là năm màu cực kỳ dễ chọn rồi. Nên là chị nào da ngăm hơi xíu hay da hơi ngăm xíu thì cứ yên tâm lựa màu thôi. Chọn bừa một cái cũng mặc đẹp luôn đi chứ. Rồi nhanh cho em xin đầy đủ thông tin nhá. Rồi chị Gia Hương ơi, cho em xin thêm địa chỉ của chị nhá. 1m50 mặc đến đâu hàng hương. 1m50 thì tùy theo chiều dài về phần lưng của bạn nữa. Nhưng mà không, cứ yên tâm thôi vì áo vest là áo cực kỳ dễ mặc rồi. Nên là cứ mặc đến tầm khoảng ngang đùi như này thì vẫn là đẹp luôn. Nên là không, cứ yên tâm lựa đi nhá. Ngân Lê. Chị ơi, chị có mình đầy đủ cho em thêm địa chỉ nha. Rồi, em cho đơn chị Ngọc Cao ạ. Áo này bên em là chiếc tuyết mưa nhá. Có hai túi bên cạnh này, cổ là cổ bè, có cục ở giữa. Các chị có thể đóng khi mà đi làm hoặc là mở ra khi mà đi chơi, đi dự tiệc thì vẫn cực kỳ là đẹp luôn. Chỉ cần kết hợp bên trong cho em một chiếc áo dây màu như thế này. Hai màu đối nhau thì cực kỳ nổi bật luôn ạ.
kèm theo một chiếc quần baggy như em đang mặc như này, hoặc là một chiếc chân váy Gucci kèm theo đôi giày cao gót nữa thì cực kỳ là sang trọng rồi, cực kỳ là quý phái luôn nha. Vâng, các chị nhanh chóng cho em xin thông tin đi ạ. Rồi, bấm phương Vi chị ơi cho em xin thêm địa chỉ nha. Vi Thanh cho xin thêm địa chỉ với ạ. Em cho đơn chị Bảo Trần Nguyễn nha. NG chị ơi, bên em là phụ lý size dưới 58kg mặc vừa luôn ạ. Thúy Nguyên cho xin thêm địa chỉ nha. Em xin nhắc lại là khi mà các chị muốn đăng muốn mua hàng nhanh nhất thì các chị vui lòng comment đầy đủ thông tin giúp em nha. Đó là mã áo là mã A13, kèm màu, số điện thoại và chỉ người nhận nha. Nếu như mà đầy đủ thông tin thì bên em sẽ lên đơn hàng luôn và giao hàng nhanh cực nhanh đến tay các chị luôn. Bên em bán với giá là 180.000 thôi ạ. Chị Nga Nguyễn ơi cho chị thêm địa chỉ và số điện thoại nha. Các chị ơi cố gắng khi mà đã comment khi mà đã muốn mua hàng nhanh rồi thì hãy cố gắng comment đầy đủ cho em thông tin nha, để bọn em lên đơn hàng nhanh nhất có thể. Áo này bên em thì mới chào hàng thôi và cực kỳ là đắt hàng rồi, nên là hãy nhanh chóng comment cho em đi ạ. Rồi vào thời tiết vào hè như này Hà Nội thì cực kỳ nóng luôn, nên là những chị nào mà đi làm công sở thì rất là bí bách đúng không ạ? Nên là hãy yên tâm chọn chiếc vest bên em nha, cực kỳ là dễ mặc, cực kỳ là tôn dáng luôn. Chất bên em là chất tuyết mưa nha. Rồi, các chị đợi em lát em thay chiếc màu đèn chị xem luôn nha. Cho xem lên dáng đẹp như thế. Trang sửa nó có bị cho thua. Hả? Rồi, các chị đợi em một xíu nha. Em đang mặc chiếc màu đen. Thay chiếc áo bên trong màu trắng và mặc chiếc màu đen để cho các chị xem sự nổi bật đây ạ. Rồi, chị nào mua mà đã muốn đặt hàng rồi nhanh chóng đầy đủ cho em mã là A13. Màu số điện thoại để chị mời nhận nha. Em sợ đấy là cái video ở đâu đi đây vậy? Rồi đợi em một xíu nha, em sẽ mặc chiếc vest màu đen cho các chị xem luôn ạ. Rồi hôm nay em chiều khách hết nắp luôn, mặc hết tất cả các mẫu cho chị xem luôn. Lên người cực kỳ là đẹp luôn. Nên các chị cứ yên tâm chọn màu và chọn hàng bên em đi ạ. Rồi, em đang mặc một màu cực kỳ cơ bản luôn, ai cũng có thể mặc được, đó là màu đen trắng nha. Nhìn cực kỳ là sang trọng, cực kỳ là công sở luôn nha. Rồi các chị nhanh chóng lựa cho em nha. Em đang mặc trên mình màu đen, một màu cơ bản mà ai cũng có thể mặc được. Bên trong kết hợp cho em một chiếc áo dây màu trắng như thế này thì cực kỳ là nổi bật luôn. Kết hợp cho em chiếc quần baggy như này hoặc là một chiếc chân váy Gucci xẻ đến đầu gối thì cực kỳ là đẹp và cực kỳ là tôn dáng luôn nha. Ok, chúc đời chị Đỗ nha. Thanh Huyên Huyên ơi, chị cho xin thêm địa chỉ nha. Thanh Tâm ơi, chị cho xin thêm mã A13 kèm màu và địa chỉ của chị nha. Rồi đây em đang bán chiếc áo này với giá là 180k thôi ạ. Những chị nào mà muốn mua hàng nhanh nhất thì vui lòng comment cho em xin đầy đủ thông tin, đó là mã A13, màu kèm số điện thoại nha. Rồi bên em là toàn những màu cực kỳ dễ chọn luôn rồi. Như các chị đang thấy này, những màu toàn rất là nổi bật luôn. Em mặc màu nào cũng cực kỳ là sáng da luôn nha. Nếu chị cứ yên tâm đặt bên em đi ạ. Rồi, em cho đơn chị Thanh Tâm nha. Chị Tú Nguyên em cho xin lên địa chỉ với ạ. Em cho đơn chị Hiền Nguyễn nha. Nhung La chị ơi, bên em là chỉ bán áo vest thôi ạ, áo vest cực kỳ rẻ luôn với giá 180k thôi nha. Rồi, chị ơi bên em ạ. Rồi A13 màu đen, chị Lan chờ đợi cho xin địa chỉ nhá. Áo màu đen này bên em là dáng áo vest nên là màu nào cũng chỉ bán với giá 180k thôi ạ. Nên là nhanh chóng comment đầy đủ thông tin cho em nha. Em xin giới thiệu lại là bên em có sẵn 5 màu nha. Toàn là những màu dễ chọn, dễ mặc thôi ạ. Đây là màu trắng dành cho chị nào mà muốn nổi bật. Có thể mặc một chiếc áo bên trong là màu đen, bên ngoài màu trắng thì cực kỳ là sang trọng luôn nha. Rồi tiếp đến là màu đỏ, là màu cho những chị nào mà màu đỏ và màu hồng này, là hai màu cho những chị nào mà da hơi tối một xíu thì mặc vẫn cực kỳ là tôn dáng tôn da luôn nha.
Rồi còn màu thứ tư là màu cam đất như Canh đang mặc nha. Và em là mặc màu đen, một màu cơ bản mà anh có thể mặc được. Nhưng chị nào hơi mập xíu mặc màu đen thì nhìn cực kỳ là gọn dáng luôn ạ. Rồi chị Hiền Nguyễn ơi, một lát nữa xếp cho đơn chị nha. Hai màu trên không lấy được đúng không ạ? Áo màu đen 180.000 nha. Rồi bên em tất cả các màu đều đang được bán luôn. Để các chị hãy nhanh tay công bình cho em xin đầy đủ thông tin nha. Không để nào mà hết hàng, cháy màu thì rất là tiếc phải không nào. Bên em đang bán với số lượng cực kỳ lớn luôn ạ. Lê Thế Đức ơi, cho em xin thêm địa chỉ và màu mà anh, và à, xin địa chỉ của anh nha. Chị Ngân Lê ơi, cho em xin thêm ok, cho đôi chị Ngân Lê nha. Rồi một lát nữa, đợi một lát nữa em sẽ thay luôn. Em vừa thay chiếc đèn đây cho các chị ngắm đó. Một lát nữa em sẽ để một lát nữa sẽ thay sang màu hồng nha. Một màu không hề kén da một tí nào luôn. Bên em phối size dưới 58kg là mặc vừa luôn ạ. Đây là các chị cứ thoải mái lựa thôi. Còn chiều cao thì không lo đâu. Vì áo vest là một áo cực kỳ dễ mặc rồi. Mặc đi đâu cũng được, mặc trong rất nhiều hoàn cảnh luôn. Đó là mặc đi dự tiệc này, đi chơi hay là đi làm ở công sở nhá. Rồi bên em bán với giá là 180k. Rồi bên em đang bán chiếc áo vest đen này với giá là 180k thôi ạ. Có cúc ở giữa này các chị có thể đóng hoặc là mở. Đi chơi hay đi dự tiệc đi làm đều là ok luôn. Các chị nhanh chóng chọn em ạ. Màu đen là màu cực kỳ cơ bản và cực kỳ dễ mặc rồi. Ngoài shop thì bán những chiếc váy vest này chất dày dặn không bao giờ dưới giá 300. Bây giờ ở đây đến với xưởng Út Thịnh bên em chỉ mua với giá một nửa thị trường thôi nhá. 180.000 thôi ạ. Nhanh chóng công bình đầy đủ thông tin cho em nha. Lê Thành Lan bảo áo này 180.000 thôi ạ. Hoa đào 58kg nha. Rồi Lê Thanh Lan cho em xin đây các chị vui lòng khi mà muốn mua hàng nhanh nhất có thể thì hãy comment đầy đủ thông tin cho em nha. Đó là mã A13, màu, số điện thoại và địa chỉ của chị nha. Có địa chỉ đầy đủ cụ thể thì bên em sẽ giao hàng đến tận nhà tận nơi luôn ạ. Còn nếu như mà chỉ có số điện thoại thôi thì bên em sẽ không thể lên đơn hàng và không thể giao đến tận tay các chị đâu. Nên là hãy nhanh chóng, càng chi tiết thì các chị càng nhận được hàng nhanh và tận nhà tận giường luôn nha. Lê Thế Đức đen trắng nha chị. Rồi em chốt đơn cho anh ạ. Áo chất liệu là tuyết mưa nha, cực kỳ là dày dặn luôn. Rồi chị ơi, bên em là phối size nên là dưới 58kg mà vừa chị mua thì vui lòng công bình đầy đủ cho em là mã A13 kèm màu đen đúng không ạ, và số điện thoại và địa chỉ của chị nhá. Bên em bán với giá là 180k thôi ạ. Rồi nhanh chóng công bình cho em đi ạ. Nhanh chóng công bình đầy đủ thông tin cho em nhá. Bên em đang cháy rất nhiều đơn hàng về em vest này luôn. Mùa hè đến rồi nên là các chị đua nhau mua những chiếc vest như này để mặc cực kỳ là tôn dáng, tôn da và cực kỳ là mát thoải mái luôn. Đi chơi hay là đi làm vẫn cực kỳ là mát mẻ và gọn dáng luôn ạ. Vâng, nhưng mà chị em đang học vừa nha. Ok, cho đôi chị Thành không nhá. Lê Hình Lan cho đôi chị nhá. Bên em là có mất phí ship chị nhá, không phở đi ship cho bất kỳ ai hết. Bên em đang bán với giá là 180k, còn ship nội thành thì đồng giá là 20.000, ngoại thành là 30.000 thôi ạ. Nên là các chị hãy nhanh chóng comment cho đầy đủ thông tin nha. Để bên em sẽ cho đơn hàng nhanh nhất cho các chị và giao hàng nhanh nhất đến tận tay các chị nhá. Rồi em đang mặc màu đen là màu cực kỳ cơ bản rồi, có hai túi hai bên nhá. Áo vest này thì cực kỳ là đẹp rồi ạ, cực kỳ là dễ mặc rồi. Nên là các chị cứ yên tâm chọn màu bên em thôi ạ. Chất liệu thì khỏi bàn luôn, dày dặn rồi. Và cực kỳ là tôn dáng luôn nha. Các chị chỉ cần mặc cho em bên trong một chiếc áo đồ đối màu nhau như thế này, hoặc là kèm theo một chiếc quần baggy hoặc là một chiếc váy bucci đi kèm đôi giày cao gót thì cực kỳ trông cực kỳ là công sở và cực kỳ là nghiêm túc luôn nha. Rồi chị ơi, chị Nam Thúy ơi, chị comment đầy đủ thông tin cho em nha. Em chưa đọc được comment đầy đủ thông tin của chị đâu ạ.
chỉ cần đầy đủ thông tin thôi thì bên em sẽ có nhân viên chốt đơn luôn cho chị. Còn nếu như mà thiếu thông tin thì bên em sẽ không thể giao hàng đến tận tay cho chị được đâu ạ. Nên vui lòng công bố đầy đủ thông tin giúp em nha. A13M số điện thoại của chị để nhận. Nhanh chóng công bố đầy đủ thông tin cho em để nhận chiếc váy này với giá cực kỳ sốc rẻ, bao rẻ nhất toàn thị trường luôn. Có 180.000 thôi ạ. Thanh không, chị ơi cho em xin rõ thêm địa chỉ và mã màu chị chọn nha. Mã là mã A13 ạ. 55kg là vừa luôn chị ơi. Vinh với chị lấy màu đỏ thì chị có mình đầy đủ thông tin giúp em nhỉ. Ok, em cho đơn chị Thoa Nguyễn ạ. Chị ơi, bên em là phổi resize dành cho những người dưới 58kg nha chị Kim Nguyễn. 47kg là vừa luôn ạ. Áo đen 60kg thì bị hơi chật vai một xíu. Tại vì bên em là chiếc váy này là full size nhưng dành cho những người dưới 58kg thôi ạ. Đây là những chị nào mà thích thì nhanh chóng comment vui lòng comment đầy đủ thông tin giúp em nhá. Comment cho em là đầy đủ thông tin, 4 thông tin thôi. Một là mã A13, màu số điện thoại và địa chỉ người nhận nhá. Nhớ cho em là càng chi tiết thì hàng giao đến tận tay các chị càng nhanh càng sớm. Đây là hãy nhanh chóng comment cho bên em đi ạ. Bên em là full size dưới 58kg thôi nha. Dạ vâng, em chốt đơn chị Nam Thúy ạ. Em chốt đơn cho chị Linh Duy nha. Ship bên em là đồng giá nội thành là 20.000, ship ngoại thành là 30.000 nha. Các chị nhanh chóng comment cho em với ạ. Chỉ trong vòng 1 đến 2 ngày thôi là các chị có thể cầm được chiếc áo này lên tay, mặc đi chơi hay mặc đi làm cũng cực kỳ là sang trọng luôn nha. Chị phải cho em đủ địa chỉ đi, không có địa chỉ thì em không thể hàng đi được đâu. Chị Lưu Hồng cho xin địa chỉ nhá. Các chị nhanh chóng cho xin đầy đủ địa chỉ nhá. Các chị lưu ý một lưu ý nhỏ cho em, đó là cho em xin đầy đủ số điện thoại. Địa chỉ thì bên em mới có thể ship hàng cho chị được. Còn nếu như mà không có địa chỉ hay là không có số điện thoại thì bên em không thể ship hàng đâu ạ. Nên là hãy cố gắng công mình đầy đủ thông tin cho bên em nhá. Rồi, chiếc áo này bên em là đang bán với giá là 180k thôi ạ. Dành cho những ai dưới 58kg. Các chị nhanh chóng công mừng cho em nha. Nãy giờ em lên đơn, em thấy rất nhiều người đặt mua rồi đấy ạ. Rồi, em cho đơn chị Vinh Nguyễn nha. Bên em đang bán chiếc vest này thôi ạ. Còn những mẫu sau thì các chị cứ theo dõi xưởng bên em, theo dõi những buổi live sau của bên em thì sẽ có rất nhiều mẫu cho các chị lựa chọn luôn. Nên là về mẫu vest này thì cực kỳ là cháy hàng rồi, nên em sẽ like hôm nay cho các chị lựa chọn nhá. Em xin nhắc lại cho các chị là comment cho em đầy đủ 4 thông tin. Đó là mã A13 là mã áo, kèm theo màu các chị lựa chọn và kèm theo số điện thoại địa chỉ nhá. Nhớ là phải có số điện thoại địa chỉ cho em nhá. Rồi, em xin nhắc lại chiếc váy này đang bán với giá là 180k. Bên em có đầy đủ 5 màu cho các chị lựa luôn, với dành cho mọi đối tượng, dành cho mọi loại da luôn. Đây các chị cứ yên tâm chọn lựa bên em đi ạ. Đây là màu trắng nha, bên em có màu trắng dành cho những chị nào mà thích nổi bật, mặc bên trong một chiếc áo dây màu đen thì cực kỳ là đẹp luôn ạ. Còn đây là màu đỏ nhá. Màu đỏ và màu hồng là hai màu không hề kém da tí nào luôn. Còn màu cam đất là màu dành cho những chị nào da hơi sáng một xíu, mặc nhìn cực kỳ là tây luôn ạ. Còn màu đen là màu cơ bản, em đang mặc đây chị nào cũng có thể mặc được. Chị nào mà lo sợ hơi mặc một xíu thì cứ mặc màu đen nha. Nhìn vẫn là cực kỳ gọn dáng luôn. Rồi, các chị nhanh chóng các mình đầy đủ thông tin giúp em nha. Rồi, em chốt. Chốt cho chị Lê thì được chị ơi. Em chốt cho Lê thấy được rồi ạ. Bên em đang nhảy comment những có rất nhiều chị đặt nên là bên em nhảy comment rất nhanh. Nên các chị cứ yên tâm là đầy đủ thông tin thì bên em lên đơn luôn, không cần em phải chốt đâu ạ. Vì nhân viên bên em luôn luôn check thông tin của khách ở trên comment để lên đơn hàng cho các chị nhanh nhất có thể. Nên cứ yên tâm, chỉ cần đầy đủ cho em 4 thông tin thôi. Đó là mã A13, kèm màu, kèm số điện thoại và địa chỉ. Chỉ cần có số điện thoại địa chỉ nhớ lưu ý cho em hai cái này nhá. Phải đầy đủ thông tin hai thông tin này thì bên em mới có thể gửi hàng cho các chị nhanh nhất được ạ. Em chốt đơn chị Lưu Hồng rồi nha. Các chị cứ yên tâm là đầy đủ thông tin bên em sẽ chốt luôn. Không cần em phải đọc comment không kịp. Nếu như mà em không kịp được comment thì chỉ cần đầy đủ thông tin thì bên em chốt luôn ạ. Rồi, em chốt đơn chị Lê Thế Đức rồi ạ. Cả màu đen và màu trắng đúng không ạ? Bên em là full resize chị Ngọc Diệp ơi, dưới 58kg mặc vừa ạ.
Bên em đang bán với giá là 180.000 nha chị Trần Thị Dung. Ok, chúc mừng chị Hằng Nguyễn ạ. Chị Nguyễn Thị Linh ơi, cho em xin thêm đầy đủ thông tin của chị nhá. Vâng, một lát nữa em sẽ thay tất cả các màu cho các chị xem. Nên là bây giờ các chị cứ đặt hàng đi. Rồi cứ yên tâm là màu bên em là toàn những màu dễ mắc, dễ lựa thôi ạ. Nên các chị cứ nhanh chóng comment cho em đầy đủ thông tin. Cho xem đầy đủ thông tin thì chắc chắn đơn hàng chị lên luôn. Lên luôn bây giờ luôn nha. Em xin nhắc lại chỉ cần đầy đủ một thông tin thôi ạ. Đó là mã A13 là mã áo, kèm màu, kèm số điện thoại và địa chỉ người nhận nha. Nhớ là cho em thêm số điện thoại địa chỉ nhá. Địa chỉ càng kỹ thì bên em càng giao đến tận tay các chị luôn, tận giường luôn ạ. Nhanh chóng công mừng cho em đi nha. Rồi em chúc đón chị Phan Lương, chúc đón chị Mèo Quỳnh ạ. À, chị ơi, áo bên trong em mặc thì không bán đâu, em bán áo vest thôi nha. Áo bên trong thì các chị có thể mua ở đâu được, rẻ mà có mấy chục thôi. Em chúc đón chị Nguyễn Thủy Linh nha. Rồi chất bên em là chất tuyết mưa cực kỳ dày dặn luôn ạ. Em nhận cho chị xem chất luôn nha. Cực kỳ là dày dặn luôn. Đây là túi nha. Các chị không lo là sợ là áo mỏng hay là áo không như trên livestream đâu ạ. Em mặc như nào thì khi hàng ra đến tay các chị thì y như thế luôn nha. Nên hãy nhanh chóng công mừng đầy đủ thông tin cho em ạ. 54kg là mặc vừa chị ơi. Bên em là phố đi size dưới 58kg mặc vừa luôn ạ. Ok em chúc đón chị Vân Lê ạ. Rồi rất nhiều chị yêu cầu màu hồng rồi, em thay màu hồng cho các chị xem luôn ạ. Rồi các chị mua hàng thì nhanh chóng đặt hàng bên em đi ạ. Nhanh chóng để comment cho em đầy đủ 4 thông tin nha. A13 kèm màu kèm số điện thoại nha. Rồi em đang mặc màu hồng trên người đấy ạ, không hề kén da một tí nào luôn, vẫn trông cực kỳ là trắng sáng đúng không ạ? Rồi bên em có sẵn 5 màu nha. Chị nào muốn mua thì nhanh chóng comment đầy đủ thông tin cho em nha. Rồi chiếc áo hồng này thì không hề phản da một tí nào luôn. Các chị có thể mặc bên trong là áo dây màu trắng như này, hoặc là áo dây màu đen cũng được, vì nó không hề phản hai màu này đâu. Đây là chị nào mặc. Rồi hoặc là các chị có thể kết hợp với chiếc áo sơ mi bên trong để đi làm nhìn trông nghiêm túc hơn cũng được. Vì bên em là may toàn những mẫu mà dễ mặc và dễ lên giá hơn nha, nên các chị cứ yên tâm chọn màu thôi ạ. Rồi nhanh chóng công mừng cho em nha. Màu hồng là màu cực kỳ dễ mặc đây ạ. Cực kỳ là tôn giá luôn nha, tôn giá. Rồi giá hơi ngâm xíu thì mặc màu hồng, mặc màu đỏ hoặc là màu đen cho em nha. Bên đây là bán với giá là 180.000 thôi ạ. Rồi nhanh chóng comment cho em nha. Các chị chỉ cần cho em xin đầy đủ thông tin thôi. Thì ngày mai đây sẽ lập tức gọi điện chốt đơn hàng với các chị một lần nữa và gửi hàng luôn cho các chị nha. Rồi trong vest này bên em là cực kỳ là dễ mặc luôn ạ. Các chị có thể kết hợp bên trong là áo dây như em hoặc là áo sơ mi cũng được, kèm theo chiếc quần baggy như này, hoặc là chiếc chân váy Gucci xẻ ta, hoặc là và kèm theo là đôi giày cao gót. Đi làm hoặc là đi dự tiệc thì cực kỳ là sang trọng luôn nha. Rồi mẫu áo này thì phải nói là cực kỳ dễ mặc rồi ạ. Ai cũng mặc được, chỉ cần dưới 58kg thôi. Các chị có thể kết hợp với bất kỳ cái gì bên trong luôn. Cực kỳ đẹp và cực kỳ là sang trọng luôn nha. Cực kỳ là dễ mặc rồi ạ. Mà chất vải là chất tuyết mưa cực kỳ là dày dặn luôn. Ra ngoài số không bao giờ có giá dưới 300.000. Bên em chỉ bán với giá một nửa giá thôi ạ. 180k, nhanh chóng công mừng giúp em nha. Bên em bán với giá 180.000 thôi ạ. Nhanh chóng đặt cho em nha. Rồi em xin nhắc lại là bên em có sẵn 5 màu nha. Rồi bên em vẫn đang bán áo này ạ. Chỉ cần các chị comment đầy đủ thông tin cho em thôi thì bên em sẽ lên đơn luôn nha. Em chúc đón chị Phạm Sen ạ. Rồi chị gì ơi, không đọc được tên nhỉ. Chị mua để chị cứ cho em xin đầy đủ thông tin thì em sẽ lên đơn luôn cho các chị nha. Rồi em chào tất cả các chị luôn ạ. Rồi những chị nào mà đang xem thì nhanh chóng cho em xin đầy đủ thông tin nha. Chị quần rồi quần bên em, những chị nào mà có rất nhiều chị hỏi em là quần có bán không
Em bán luôn cả set luôn. Quần này là 180.000 nha các chị nha. Quần bên em thì có rất nhiều size, là size ML dành cho mọi đối tượng luôn. Nên những chị nào muốn mua quần thì cứ comment cho em là Q1 nha. Kèm S của các chị thôi ạ, kèm size của các chị thôi ạ. Còn buổi live bên em thì đang bán áo là chính nhá. Bên em áo này nhiều, rất là đắt hàng luôn. Đây là chỉ nói về chiếc vest này thôi nha. Bên em có đầy đủ 5 màu, em đang mặc đó là màu hồng, màu trắng, màu đỏ, màu đen là một màu cơ bản áo có thể mặc được. Và màu cam đất như các anh đang mặc nha. 5 màu cực kỳ dễ chọn rồi ạ, các chị cứ lên đơn cho em thôi. Rồi, việc ship sẽ là bên em ạ. Rồi, chất bên em là chất tuyết mưa, đảm bảo là dày dặn và tốt luôn. Nên là các chị không phải lo khi mà đặt hàng đâu ạ. Trang mua rồi em cho đơn chị nha. Nga Kiều ơi, chị muốn mua quần thì chị cho em xin đầy đủ thêm số điện thoại và địa chỉ nha. Rồi, em cho đơn chị Trang mua nè. Vâng, chị Phạm Xe ơi, cho em xin đầy đủ thông tin nha. Cho em xin đầy đủ thông tin. À rồi, em cho đơn chị luôn nha. Rồi, chị cho em đầy đủ thông tin rồi ạ. Bên em có em chốt đơn chị Nga Kiều, chốt đơn chị Diên Nghĩa nào, Duy Nguyễn cho em xin địa chỉ nữa. Các chị cho em xin đầy đủ 4 thông tin nha. Đó là mã A13, kèm màu, kèm số điện thoại và địa chỉ luôn nha. Còn những chị nào mua quần thì cũng cho xin thêm 4 thông tin nha. Đó là mã Q1, kèm size của các chị, kèm số điện thoại luôn nha và kèm địa chỉ luôn ạ. Ok. Em chốt đơn chị Nga Kiều rồi ạ. 48kg thì mặc size em đang 48kg. Em mặc size M, chị mặc size M giúp em nha. Ken Coca, chị ơi, khi mà chị mua số lượng nhiều thì tiền ship cũng chỉ là một thôi. Nên là giá thành bên em thì không giảm, nhưng tiền ship thì lại cực kỳ là ít luôn. Còn nếu như mà chị muốn mua số lượng lớn hoặc là mua sỉ thì chị có thể liên hệ hotline bên xưởng của em nha. Rồi, ok, chúc đơn chị Nga Kiều nha, 2 áo 1 quần luôn ạ. Rồi chị Phạm Sen, ok em đổi cho chị màu hồng nha, không lấy đen đúng không ạ? Rồi chị, các chị cứ yên tâm là bên em luôn có người đọc đầy đủ comment các chị. Đây là không sợ là sai hàng hay là dù sai màu đâu ạ. Nếu như mà sai màu thì bên em chấp nhận hoàn đổi và chịu toàn bộ chi phí luôn nha. Nên các chị cứ yên tâm đặt hàng bên em thôi ạ. Áo bên em là free size nha, cho người dưới 58kg thôi ạ. Còn chiều cao thì không quan trọng đâu ạ, chỉ cần dưới 58kg thôi. Rồi các chị nhanh chóng comment cho em nha, cho em xin đầy đủ thông tin với ạ. Đầy đủ thông tin thì Hà sẽ giao đến các chị, giao đến tay các chị nhanh nhất có thể. Em xin nói lại là mã áo bên em là mã A13 nha. Kèm màu, kèm số điện thoại và địa chỉ của chị. Lưu ý cho em là nhớ đầy đủ thông tin, nhớ đầy đủ số điện thoại và địa chỉ nha. Và số điện thoại là số điện thoại chị mà hay cầm trên tay. Không là ngay ngày mai thôi, bên em sẽ chốt đơn hàng, gọi điện chốt đơn hàng một lần nữa. Nếu như mà các chị không nghe máy thì bên em sẽ không thể giao hàng nhanh nhất đâu ạ. Nên là... Rồi, bên em đang gọi điện luôn rồi đấy ạ. Không cần đến sáng mai đâu. Nhiều chị đặt quá nên là bên em gọi điện luôn rồi. Nên là cả các chị cứ yên tâm đặt hàng đi nha. Nặng 42kg mặc vừa luôn ạ. Bên em free size dưới 58kg nha. Rồi chị Đỗ Van ơi, cho em xin đầy đủ địa chỉ của số điện thoại nha. Bên em là 180k thôi ạ. Các chị cho xin đầy đủ thông tin, địa chỉ số điện thoại nha. Và lưu ý là bên em chỉ có thể gọi một lần thôi, vì khách bên em cực kỳ nhiều. Nên là các chị hãy cố gắng chờ điện thoại bên em nha. Chỉ cần đầy đủ thông tin thôi, bên em gọi chốt đơn liền luôn, liên hộ liền hôm nay luôn, không cần đến ngày mai đâu ạ. Rồi các chị cố gắng cho em đầy đủ thông tin nha. Phí ship lên Lai Châu là 30.000 ạ. Bên em là phí ship ở bên nội thành Hà Nội là 20.000, ngoại thành là 30.000, cực kỳ là rẻ luôn ạ. Dù bất kỳ đâu xa như thế nào cũng chỉ 30.000 thôi nhỉ. Mua bao nhiêu chiếc cũng chỉ là ship 30.000 thôi. Nên là các chị nhanh chóng comment cho em với ạ. A13 màu đen. Bên em màu nào cũng chỉ 180 thôi. Vì đây là một kiểu thôi mà, một kiểu vest thôi, cực kỳ là dễ mặc rồi. Bên em làm 5 màu cho khách dễ chọn lựa. Và làm 5 màu cực kỳ là dễ lựa luôn. Dễ lên dáng, dễ sáng da, không lo bị tối da thế nào nhá. Rồi, các chị nhanh chóng. 47kg mặc đi áo khoác vest không? 47kg thì vừa chị ơi.
Bên em chỉ cần full size nha. Bên em là áo này là full size, may cho mọi đối tượng luôn. Chỉ cần dưới 58kg và chiều cao thì không quan trọng nha. Dưới 58kg thôi vì áo vest là áo rất dễ trả lời rồi. Rồi em cho chị Thẩm Nguyễn Thị rồi nhá. Em nếu mà em không kịp đọc comment thì các chị cứ yên tâm đầy đủ thông tin cho em thôi. Thì bên em sẽ có nhân viên ngồi chốt đơn luôn và ngồi gọi điện cho các chị luôn ạ, gọi điện cho từng chị đang comment luôn nha. Nên cứ yên tâm nha, nếu mà em không kịp đọc hay là không kịp trả lời thì cứ yên tâm là bên em luôn có nhân viên chốt đơn cho các chị ạ. Chỉ cần cho chị đầy đủ thông tin thôi, em xin nhắc lại cho những chị nào mà muốn mua và muốn comment nha. Muốn mua hàng nhanh nhất ạ. Đó là mã A13 kèm màu kèm số điện thoại và địa chỉ nha. Rồi nhớ đầy đủ cho em số điện thoại và địa chỉ nha. Đầy đủ thông tin đấy thì đơn hàng của các chị sẽ được lên luôn. Nhân viên bên em sẽ gọi điện luôn cho các chị đấy ạ. Cứ cho em xin đầy đủ thông tin thôi ạ. Bên em đang bán chiếc áo này với giá là 180.000 thôi nha. Ali Ali ơi, bên em hôm nay chỉ đang like mẫu này thôi ạ. Mẫu này bên em đang rất cháy hàng nên sẽ chỉ bán mẫu này thôi. Còn những mẫu nào, những mẫu sau thì các chị theo dõi like sau của bên xưởng máy Quốc Thịnh nha. Sẽ còn rất nhiều mẫu cho các chị lựa chọn luôn ạ. Chị ơi, chị Nga Kiều ơi, chị bao nhiêu cân nhỉ để em sẽ tư vấn quần cho chị mặc nha. Chị đi mua quần ở bên ngoài size. Chị cứ mua quần bên ngoài size như nào thì mua quần bên em size thế. Bên em là thường may để đổ xỉ cho các shop luôn. Nên chị cứ yên tâm chọn size bên em nha. Lúc này chị dùng anh xin qua kia đơn để lắng hạ được không? Ừ. Cho mình đổi lấy màu hồng. Không lấy màu cam nhé. Ok, cho nên chị Bảo Trần Nguyên ạ. Giá bên em là giá 180k nha chị Minh Châu ơi. Shop bên em Ngân Trần ơi, bên em bán áo vest và quần thôi ạ. Còn áo bên trong các chị mua ngoài mấy chục thôi mà. Áo bên em là 48kg, con mừng em nhảy nhớ. Rồi các chị cứ yên tâm nha. Nếu mà em không kịp đọc comment để chốt đơn hàng cho các chị thì các chị cứ yên tâm là chỉ cần đầy đủ 4 thông tin thôi thì bên em sẽ chốt đơn hàng cho chị luôn. Kể cả những chị nào muốn đổi màu hay là đổi kiểu hay là mua sang quần đổi size thì cứ yên tâm là bên em luôn có nhân viên để ngồi đọc comment. Nên là các chị cứ yên tâm mà đơn của các chị sẽ đúng màu đúng size. Nếu như mà sai màu thì bên em sẽ chịu mọi phí ship hoàn trả luôn nha. Chị Nga Kiều 57 cân 1m67 thì chị mặc size L. Chị Nga Kiều 57 1m67 chị mặc size L cho anh ạ. Rồi bên ngoài chị mua quần size gì thì cứ bên em chị mua quần size đó thôi. Vì bên em là đổ xỉ cho các shop nên là cứ yên tâm chọn size thôi ạ. Áo bên em đang bán với giá là 180.000 nha chị Sang Mậu ơi. Rồi bên em cả áo cả quần 180.000, quần cũng 180 mà áo cũng 180 nha. Rồi anh chị nào mà mua quần thì bên em có 3 size, đó là size ML nha. Rồi những chị nào mà muốn mua quần mà không rõ size thì bên ngoài chị mua size gì thì vào shop em cũng chỉ mua size thế thôi ạ, không khác đâu ạ. Rồi các chị nhanh chóng đặt hàng cho em với ạ. Bên em có sẵn chiếc áo này có sẵn 5 màu nha. 5 màu cực kỳ dễ lựa luôn và nhiều màu cho các chị lựa chọn luôn ạ. Màu em đang mặc là màu hồng vỏ đỗ nha. Màu này là màu trắng cho những chị nào mà thích nổi bật và những chị nào mà da sáng một xíu. Còn màu đỏ thì cũng là một màu không hề kén da gì nào luôn. Bên ngoài trong này hơi sáng một xíu, bên ngoài là màu đỏ sậm nha. Những chị nào mà da hơi tối một xíu mặc màu này cũng cực kỳ là sáng da luôn, không lo là phản da đâu. Còn đây là màu đen, là màu cực kỳ kê bản. Màu đen là màu cơ bản cho những bất kỳ áo có thể mặc nha. Và màu cam đất như màu cam đang mặc. Rồi em sẽ để khoảng 2 phút nữa cho những chị nào mà muốn đặt chiếc áo này bên em. Và những chị nào mà có câu hỏi gì thêm thì hỏi bên em sẽ trả lời luôn trong livestream này. Chỉ 2 phút nữa thôi, em sẽ sớm kết thúc livestream này đây ạ. Rồi 53kg mặc vừa luôn chị ơi, bên em là full size 58kg ạ. Rồi những chị nào có câu hỏi gì nữa không ạ? Nếu không còn thì em xin kết thúc livestream này đây nha. Rồi vest khoét lách em đang mặc là 180.000 ạ. Có sẵn 5 màu luôn. 5 màu đó là trắng, đỏ, đen, hồng và cam đất ạ. Các chị lựa chọn luôn, tha hồ lựa chọn luôn nha. Đây là 180.000 nha. Các chị nhanh chóng em sẽ để 1 phút cho những chị nào mà chưa kịp lựa màu thì nhanh chóng cho em xin đầy đủ thông tin nha. Đầy đủ cho em 4 thông tin thôi là em sẽ lên đơn hàng luôn. Đó là mã A13 kèm màu kèm số điện thoại và địa chỉ người nhận nha. Bên em có sẵn 5 màu, đó là màu trắng, màu đỏ, màu đen, màu hồng em đang mặc và màu cam như canh đang mặc nha. Rồi bên là
180.000 nha. Nhanh chóng comment đầy đủ thông tin hộ em với ạ. Rồi chị Quỳnh trao tặng cho Trinh đầy đủ số địa chỉ và màu chị chọn nha. Rồi em xin mét 53. Bên em là khối đi size dưới 58kg và chiều cao không giới hạn luôn. Đây là các chị cứ thoải mái lựa nha. Rồi em xin kết thúc livestream này đây ạ. Em sẽ tải livestream này lên cho những ai mà muốn mua chiếc vest này mà không kịp vào để xem live thì có thể vui lòng comment đầy đủ thông tin cho em nha. Rồi em xin kết thúc live ở đây, xin hẹn các chị ở livestream buổi trưa ngày hôm nay nha. Bên xưởng em còn rất nhiều mẫu cho các chị lựa luôn ạ. Em xin chào các chị nha.